Chú ơi, con chào chú. Ủa, chú sống ở đây hả? Dạ. Cái đường lên cũng rất là khó luôn. Thân thiện dạ. Chứ không có đi làm từ thiện không à. Ủa, ngày xưa chú cũng đi làm từ thiện luôn hả? Làm gia đình của tôi thì một năm gì trung bình có 10 tấn gạo. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Đang lang thang đi dọc bờ biển tìm những câu chuyện thú vị thì Đồng bắt gặp một chú sống ở đây. Rất là kỳ lạ luôn và rất là độc đáo và có vẻ gì đó cũng rất là khá là ớn lạnh. Vì vậy Đồng muốn vào tiếp cận để tìm hiểu về cuộc sống của chú để gửi tới cho quý cô chú anh chị. Chú sống là ngay cái hốc mà có gốc cây cổ thụ kia cả nhà. Ở dưới này thì rất là hoang vu luôn, ít người lui tới dưới này. Đồng cũng rất là bất ngờ và tình cờ phát hiện được chú sống ở dưới này. Ê, chú sống trên kia kìa, dưới một cái giống như cái hốc đá lớn và dưới một tán cây cổ thụ. Ở phía dưới của chú thì rất là nhiều ve chai. Theo Đồng nghĩ là chú, cuộc sống của chú hàng ngày là men theo những cái ven biển này, lụm những cái ve chai để về mưu sinh nhá, quý cô chú anh chị. Đây rất là nhiều ve chai này. Ây, ve chai không? Chú ơi, con chào chú. Ủa, chú sống ở đây hả? Sống ở đây. Dạ. Cái này lên là hơi tuột, dễ tuột. Cái đường lên cũng rất là khó luôn. Đó, đây là mọi người thấy là chú phía trước thì là... Tới ngủ là treo giọng thôi chú. Phía trước là anh Dũng hôm nay cùng đồng hành với Đồng này. Vừa có mũi mồng chú. Anh Dũng đang leo lên trước á, cả nhà. Có chừng trượt cái nhà, dễ trượt. Ui. Trượt á. Vướng cái ba lô em ơi. Ờ, cái này dễ trượt thôi. Dạ dạ. Này, trời mưa rồi, mưa xuống nó có chảy nước hào hào xuống chứ. Anh Dũng ơi, cẩn thận trượt. Anh cũng đang sợ trượt, chắc anh ngồi trên cây này quá. Anh lấy dừa cái gốc này luôn. Và đây là cái nơi mà chú để nấu ăn, nấu uống đó hả? Chú ơi, cho con xin phép gắn cái mic này để lấy tiếng chú cho nó rõ xíu. Tại đây, ở đây thì con gắn cho. Ở đây thì do sóng biển hơi lớn á chú. Cái cây này gọi là cái giống như là cây... bồ đề không? Bồ đề. Ngày xưa, gốc bồ đề này cũng là khá là lâu rồi chú ha. Lâu. Cái cây này mà ai mà chân kiến mà đào được cái gốc này cũng phải là nhiều tiền á, giỡn đâu. Nó dính nguyên cây dạ. Đó mà đào không nổi đâu. Dạ chú. Chú ấy con chào chú. Thì con với anh Dũng á thì đi đây đi tìm hiểu cái miếu dưới này thì vô tình thấy được chú sống ở đây anh Dũng ha, cũng rất là bất ngờ luôn. Thì muốn tìm hiểu về chú á thì chú ngồi chú à, chú cứ ngồi bình chú thường. Chú ngồi bình thường có ghế có gì không? Dạ không. Chú ấy cho con hỏi là chú tên gì chú? Trung. Chú tên Trung ha? Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 54 tuổi. 54 tuổi. Mà có, chú có bồ dâu phải nói là có thể được đóng được cái bộ phim cổ tích đóng vai ông bụt được luôn á. Bồ dâu rất là đẹp. Chú thì cho con hỏi là chú sống ở đây được lâu chưa chú hen? 8 năm rồi. 8 năm chú sống ở đây hả? Vũng Tàu 8 năm. Chú là người ở đâu chú? Gốc ông già thì Bạc Liêu, sau về Sóc Trăng, hai quê. Rồi cái sao mà cái hoàn cảnh nào mà đưa đẩy mình mà tới đây? Ông già bà già mất rồi, xây mồ mả cho ông bà mình lên Sài Gòn làm. Cũng dường lúc ông già bà già bệnh nhiều quá, mình cũng kinh tế mình cũng eo hẹp. Là bán hết luôn? Bà bán già, hết. Ông già bệnh cả chục năm, bệnh tai biến nó rồi chị đi nằm bệnh viện một tháng này. Rồi rước bác sĩ về chị ở nhà 6 tháng nữa, tốn cũng bộn tiền mới ổng đi được, sống được 5-10 năm rồi ổng chết rồi thôi, mình cũng, ổng mắc rồi mình lên Sài Gòn làm ở Sài Gòn hết 11 năm, mới về Vũng Tàu này.
Là về Vũng Tàu là lần đầu là mình có kiếm cái nhà trọ nào ở đồ không? Hay không, là... cũng đi làm vòng vòng vậy đó. Làm dù rồi làm ai kêu gì làm nấy. Rồi mình không có ở phòng trọ. Bây ở phòng trọ cũng không được nữa. Vì ở cũng khó khăn. Dạ. Người ta kêu cho ở không, mình không ở, nó giữ nhà dùm ta đó. Rồi đường xa xôi quá, không có điện nước gì hết trơn. Nhà nó cũng như là nhà người ta. Nhà quán hả? Ủa là nhà nào chú hả? Không, nhà tổng cấp 4 á. Kêu lâu rồi tôi không ở đâu. Ở phải có điện đài đường sáng sửa. Rồi tôi ở một vị nè, rồi mình đi lượm gió chai. Con nghĩ là dưới hồi nãy hai anh em mình lên anh Dũng, thấy ở dưới đó rất là nhiều ve chai. Theo em suy đoán là hàng ngày chú sẽ đi ven dọc biển và lụm những cái vỏ chai đúng chú? Vỏ chai để mưu sinh cuộc sống hả? Không có lụm ở trên lộ bãi biển hay không à. Nhưng mùa này cũng ít thôi. 8 năm trời mà gắn bó với một cái túp lều như thế này. Phải nói là chú là sống là giống như cái thời cổ tích luôn rồi. Coi mấy cái bộ phim cổ tích xưa là thấy người ta có dựng lều như thế này nè, xong cái nhưng mà có tấm lưới nữa. Cái không biết có phải là nhỏ. Giống như cái sự trùng hợp anh Dũng ha. Ở đây này có một cái hốc đá luôn á, giống như cái hang á, hang động trong mấy cái câu chuyện cổ tích. Và ở đây cái cây này là cây bồ đề đúng không anh? Cây bồ đề này chắc cũng lâu rồi chú nhỉ? Chắc cũng có mười mấy năm. Mười mấy năm. Không lâu á. Cái rễ này này. Lúc chú tôi ở là 8 năm trước là cây này bự chưa? Cây này cũng nhỏ à. Nhỏ hả? Nhưng mà cây bồ đề này con nghĩ cũng là lâu ấy chú. Cũng khoảng từ 14 năm. Đây là gắn bó với chú là giống như cái cây này là bạn luôn. Và cái này giống đúng như là... nhà đây nè mình dâng giọng đó. Với mà bên này. Dạ. Vô mũi không? Cũng có mũi mình thoa thuốc nè. Mình sử dụng. Cháu nghĩ ở đây là mũi nhiều nha. Thấy không? Đứng cũng ít ra mình nung với mình xịt. Xịt đủ loại thuốc hết. Rồi chú ở gì lỡ mây đêm hôm gió mấy đồ rồi mình không sao, mình không xưa không... mình thể dục thể thao là ngày xưa chơi tạ mà đi làm không à. Khi thì... gặp chú lần đầu thì con anh với em nhìn chú khuôn mặt của chú nhìn hiền từ anh hay nhìn cảm giác rất là thân thiện chứ không ngày có xưa mình đi làm từ thiện không à. Ủa ngày xưa chú cũng đi làm từ thiện luôn hả? Làm gia đình của tôi thì một năm gì trung bình có 10 tấn gạo lúc bà già ông già còn sống. Đời bá mất rồi mình cũng xa cơ bệnh quá. Dạ. Cũng xa cơ. Cuộc đời đúng là khó nói trước được chú ạ. Lúc mình cũng mình... chắc ngày xưa là chú cũng là người cũng gia đình khá giả lắm chứ phải là. Thì ông già nói chung cũng mười mấy mẫu đất. Mười mấy mẫu đất thì nhiều. Chia ra rồi lúc tiếp thu nhà nước thì cũng quản lý hết mớ. Cũng như là chia cho người nghèo đó. Chỉ là cái thời đó là gia đình chú cũng là địa chủ rồi. Cũng không có đâu, cũng khá khá vậy thôi. Mười mấy mẫu là cũng là nhiều á. Cũng cơ sở nhà máy, máy trà như là mình làm ăn vậy thôi, cũng bình thường. Bà già ngày xưa cũng làm từ thiện không à. Bây giờ bán ngày mất. Xưa là gia đình chú cũng làm từ thiện chứ. Mà giờ cuộc sống của chú là ở một nơi rất là kỳ lạ như vậy anh Dũng ha. Cũng rất là bất ngờ luôn. Mình chú có cũng... thấy buồn những cái đau quá không? Không, cũng không buồn vì đâu. Mình thấy cái chuyện mình đôi lúc mình đi làm từ thiện, bây giờ người ta cũng từ thiện lại cho mình. Thì đời nó cũng có một cái sự mình cũng không nghĩ như vậy đâu. Mình không nghĩ là mình về như sống cái cảnh này. Khó nói mà. Trước cái điều gì trong cuộc sống chú ạ? Sống mình đi làm không à. Chú ở đây thì chú tự nấu ăn hay là sao chú? Mình cũng có tiền thì mình cũng đi mua cơm ăn rồi mua gạo rồi đó. Rồi mình cũng nấu ăn vậy thôi. Cũng... Hồi nãy đến giờ thì anh em mình mải trò chuyện về của đời sống của chú mà quên hỏi chú là chú có gia đình vợ con gì không chú em? Không, độc thân. Độc thân từ đó giờ chú? Độc thân từ đó nhỉ. Không là cái à mà cứ ở đây 8 năm là bây giờ chú năm mươi mấy tuổi là không, lúc 4 mà... mấy tuổi? 4 mấy. Là trước đó làm mười mấy năm trước là thành phố. À thành phố. Mà không kiếm một cô nào để lấy luôn. Không nghĩ tới chuyện yêu đương hả chú? Không nghĩ tới chuyện vợ con hả? Cũng có bạn gái gì nó đi nước ngoài hết rồi. Mình lúc mình đương thời không, chú nghĩ ngày xưa làm. Chú cũng là bánh bao á. Chứ không phải là ấy đâu. Đi làm rồi cũng đâu có chuyện đó. Dạ. Không, hôm nay hai anh em mình phải nói công nhận là nó giống như cái duyên luôn á. Đúng không? Cái một cái duyên luôn á. Hai anh em mình cũng xuống tìm hiểu cái miếu ở bên kia thôi. Tại vì lại bắt gặp chú ở đây. Lần đầu là cũng không nghĩ xuống đây luôn. Là anh em đang ngồi nghỉ mát trên kia, nhưng mà sau có cái duyên á, xong đẩy đẩy đứa em này xuống là nó gặp nhiều cái, và bây giờ trong đó có cái chú nữa, giống như cái duyên vậy đó, như ai dẫn đường thấy hay cực kỳ luôn. Và xuống là thấy cái hình hài của chú á, nó lạ lắm, giống như là mấy cái ông bụp giống như đóng phim cổ tích vậy đó. Nhìn khuôn mặt của chú thì có gì đó rất là hiền từ và thân thiện.
mà sao cuộc sống chú lại không như được cái như khuôn mặt anh ha, gặp rất là nhiều trắc trở về sau này. Mỗi người mỗi cảnh mà biết sao giờ, chung là cái duyên. Chú sống ở đây thì chú có sợ không chú? Không, không sợ. Ở đây rồi đâu ra ngồi đây ta. Tại vì ở đây chỗ này cũng hoang vắng anh chú ha. Ít người ơi, một cái nơi như thế này mà ở 8 năm trời. Mọi người nghĩ sao mưa gió này nọ rồi một bên này sườn núi đây chứ. Chú ơi, chỗ này mưa thì nước có xuống đây nhiều không chú? Cũng ít à. Có vô chỗ chú ngủ không? Đây, ngồi ghế đi. Chú được rồi, con đứng được rồi. Không sao đâu, không phải cháu dơ mà đứng quay mới được. Tại ngồi nó sát quá, không quay được. Ngồi không quen lắm nữa. Ngồi nó sát quá. Chứ là ngồi không khéo là lộn cuội xuống đây luôn. Lộn thiệt chứ. Đây nó sâu chứ bộ. Nhưng mà em nghĩ anh, cái chỗ này mà trời mưa chắc trơn trượt dữ lắm luôn. Mỗi lần chú xuống chắc cũng vất vả chú ha. Cũng được, mình quen. Dạ. Năm mươi mấy gần 60 tuổi mà. Ui. Trời ơi. Sạc lờ luôn. Xém nữa hai. Cái này ngày xưa tôi đóng đó. Dạ. Anh với mày nặng quá. Cái này xuống là phía dưới nó hơi vực sâu xíu coi nha. Dạ. Tầm vài mét. Lấy đưa chú kiếm đóng lại giùm cháu cái nha. Dạ rồi. Chết hai anh em vô nặng ký quá làm sập hết một bậc gạch rồi. Làm sao rồi? Ý là chú giờ là chú tương lai chú xác định là chú cứ sống tạm chỗ này luôn hả chú? Nói chung là mình cũng đâu có chỗ nào sống đâu. Dạ. Mình sống ở đây cũng ổn thôi. Dạ. Thì cứ vậy thôi. Và có một điều khi em tới đây tiếp xúc với chú, mặc dù chú sống chỗ này nhưng mà nhìn chú rất là lạc quan luôn. Không có gọi là cái gương mặt vui vẻ, không cảm thấy cái gì mình là đang trong cái cảnh khổ cực cả. Ngày xưa giờ cũng vậy, lúc có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy. Chú có thể chia sẻ cho con với anh Dũng biết được tại sao chú lại có thể lạc quan như vậy được không chú? Dạ không, tại quen là ngày xưa giờ mình sống, ngày xưa mình cái mình thương người mà. Dạ. Mình làm từ thiện rồi. Nếu mình có sai cơ mình cũng gắng làm cơm gạo, mình cũng ăn đầy đủ vậy thôi. Cái này thì cháu sẽ học ở chú điều này, cho dù mình ở hoàn cảnh nào mình cũng nên lạc quan. Không cần phải. Ngày xưa vẫn vậy, chiều cứ lên chọc mấy đứa nhỏ chơi cho vui thôi. Dạ. Chứ mình cũng không nghĩ là không có ăn rồi đi làm chuyện bậy bạ, không có. Dạ. Lúc nào vậy đồ mình có tiền thì mình mua đồ để sử dụng, xài. Mình nấu cơm nấu nước là ở đây luôn. À đây. Đây em thấy cái bếp này chắc chú vừa nấu cơm trưa xong này. Nấu cháo. Nấu cháo hả chú? Gạo. Vừa hết gạo phải nấu cháo ăn hả? Hai bữa nay nấu cháo. Trời ơi, thương dữ vậy. Nói thiệt đây nè, hết gạo rồi. Ui cháo mà. Cháo hào, mình đào hào mình nấu nè. Chú bắt dưới sâu ở biển hả chú? Ở biển. Và dạ. Cháo như em thấy là gạo nó ít hơn nước thôi anh chú. Còn được 30 ngàn tính đi mua gạo về để ăn mưa gió hay sáng về. Ôi nói, chú nói cảm giác cái gì đó rất là thương anh Dũng ơi. Ở gần. Cái gì? Tiếng điếc xích lên hết chơi. Mình ở gần đây có người bán gạo bán muối đâu chú? Cũng ở trong kia. Mình mua ở đây có muối đủ. Là chú hiện tại là hết gạo luôn. Hết gạo. Lát nữa con với anh Dũng có thể đi mua cho chú một bao gạo được không chú? Được rồi, để tôi đi mua được. Không, rồi. Con có xe. Chú lội bộ mua vài ký ăn thôi, vài ký là ăn cũng 2 ký ăn một hai tuần. Thế vô mình chú mua nhiều quá. Chú ăn ít chưa? Hư. Sợ nó hư á, tại đây nó hư. Không có đảm bảo. Thì lát nữa anh em mình gửi một ít lại cho chú để mua gạo, mua đồ ăn. Rồi là mình mua lần chừng 2 ký đó, ăn tuần về hết mình mua nữa. Đúng rồi. Chứ mình không sợ mình. Chứ ở đây là mưa xuống rất là sợ nó bị hư, tại nó gần quá sát bờ biển nữa mà. Em sợ chú ở đây thì mưa có sạt lở không chú? Không. Bởi vì mình cũng coi kỹ lắm. Cái này là nguyên khối đá. Dạ. Giống như một vách núi vậy đó. Mà đá vách. Đá chắc luôn á. Đá chắc nguyên khối chứ. Chỉ còn có cây này nữa là nó mọc. Cũng không có nhầm gì. Vì con thấy ở đây nhìn xuống á chú. Rất là dốc luôn. Sườn núi rất là dốc này. Mưa không khéo là té lộn cụa như chơi luôn á. Dốc cực kỳ dốc luôn. Cái đóng bực lên á. Nó giống như thằng đứng luôn á chú em. Thời đó thằng đứng á. Dạ. Rồi mình đi từ từ cái mình làm mình đóng. Rồi chú ở đây thì tắm rửa chỗ nào chú? Mình tắm biển lên xả nước ngọt. Mua nước ngọt về mình xả. Nước ngọt là mình phải mua luôn. Mua. Thùng 10.000 20 lít đó. Trời. Mua toàn bộ mua. Rồi mỗi lần tắm vậy là tốn cũng một mớ tiền đó nha. Nửa mình, thùng. Mình mua thùng nước 20 lít về mình xài cũng được 2-3 ngày. Dạ. Chỉ dội qua thôi chú nha, chứ đâu dám dội nhiều. Rồi. Mình tắm thùng vậy đó. Cỡ thùng vậy thôi. Mấy lít vậy. Nhưng mà nó cũng ngọt rồi, cũng sạch sẽ.
Có cái chỗ nào mà mình tắm đỡ nó cũng đỡ phần nào đó hơn. Cũng ở trên công viên có nước. Mình cũng lên chảnh tắm nè. Cái này là cũng như mình tắm vậy thôi, tới tối mình cũng tắm khác nè. Chưa đi rất là nhiều cái cảnh rồi. Mà chưa khi nào mà thấy một cái người mà nhìn ở đây là cái cảnh giống như là cái gọi là thời Nguyên Thủy, Nguyên Thủy ha. Mấy người sống trên núi anh ha. Nhìn chú vậy thì con thấy rất là thương luôn á. Sống ở đây 7-8 năm rồi. Dạ. Tại vì mà lứa tuổi của chú thì cũng giống như bằng lứa tuổi của ba con. Mà giờ nghĩ lại chú như vậy thì con rất là thương luôn. Thật là bất ngờ luôn á. Ngày xưa mà đi làm không à. Dạ. Phía dưới là cũng khá là cao. Chợt chân là chú ở chỗ này thì buổi tối chắc tối thui, chú đâu có điện đóm hay là đèn gì à chú? Có, ngày xưa cho bên đài truyền hình cũng đi chơi đó, người ta cho. Cho cái đèn hả? À? Cho đèn rồi nó mắc, nó lấy mắc tiêu rồi. Ủa cái trộm lấy hả chú? Trời ơi, ai mà thất đức chưa? Đang nghèo còn. Cái này là chú nên kiếm một cái đèn. Một cái đèn gọi là xích xích lên. Cái chân chọt nha, rất là dễ chọt, cái kia bị ấy. Bên TV6 đài truyền hình đó, có mấy người đi chơi, người ta cho cái đèn nó cũng phải 80 mét rồi. 80 mét? Đường xa có 80 mét, gọi có đường 2 mét vậy. Nhưng mà em nghĩ là cuộc sống của chú ở trên một cái vách núi như vậy mà nguy hiểm như vậy, tối phải có một chút ánh sáng gì đó anh Dũng ha, để đảm bảo an toàn hơn. Cái chú vậy thì ví dụ như di chuyển mà không có đèn, không có đóm thì đụn rất là ghê luôn. Mình xài đèn dầu, không có đèn dầu nữa, đèn này nè. Đèn cày á, cày này đèn ly á. Cho được cái đèn pin cũng bị trẻ trộm nó lấy mất luôn. Mất hết hai cây rồi. Vậy hả? Hai cây đèn. Đang chú đã rơi vào cái cảnh này mà còn bị lấy trộm nữa thì không biết nói gì hơn á quý cô chú anh chị. Trên này thì chú cũng che giống như tạm bỡ anh Dũng ha. Cái võng này là chú xài lâu chưa? Cái võng này lâu cũng mấy năm rồi. Cũng lâu lắm. Dạ. Hiện tại thì chú còn người thân gia đình gì không chú? Còn ở quê nhưng mà mình không có làm cho phiền phức anh em, mà anh em nó sống nè. Thí dụ mình đi làm không bằng ngày xưa. Dạ. Rồi thôi, ở nhà giờ anh em mà anh em nó sống, mình khỏi làm phiền phức ai. Thì gia đình có biết, những người thân đó có biết chú sống nơi này không? Thì tôi đi Sài Gòn tao biết, tôi về Vũng Tàu tôi cũng không có điện thoại đâu, điện về đâu. Dạ. Không có số điện thoại tôi đi vậy đó. Thì bà già mất rồi, xây mồ mả cho bà rồi xong. Mình hết nhiệm vụ lên Sài Gòn làm việc. Là chú đi đâu từ đó đến nay luôn ha? Đi từ bà già mất tự nhiên. Dạ. Ôi, quý cô chú anh chị này, nhìn nơi sống của chú này. Đồng sẽ quay một vòng luôn, nãy giờ chưa quay được vì cái chỗ này rất là khó đứng luôn. Có chừng bao manh lộn ngồi xuống. Và cái chỗ Đồng đang đứng đây, đất nó bị sập này. Đứng kìa, đứng ở dưới đó. Chỗ này nó bị sập đứng xuống. Cái miếng dán. À, xuống dưới này à chú? Ôi dạ. Đứng cái, không, cái chân chịu ngay miếng dán ngay gốc cây kìa. Không, không, qua bên đây, để cái giò bên đây. Ngay bên đó có cái cây. Nắm tay lại nha. Không, để đó. Rồi giữ gốc cây, giữ gốc cây. Có cái thế. Mọi người thấy nơi đây, đó, chú đang sống. Phía dưới là một cái dốc. Dốc này lúc trước là thẳng đứng. Nhưng mà sau đó là chú cái đào xíu xíu xong mấy cây chặn lại. Nhưng mà hôm nay hai anh em đi lên đó là vô tình đạp bứt hết trơn rồi. Đạp bứt hết rồi. Mà trời mưa xuống là chắc là dắt trơn đúng không chú? Cũng không ấy đâu, mình nhảy cây đó, như cầu thang vậy mình. Ở dưới đó lên đây em nghĩ cũng độ cao 10 mét rồi anh. Không, tới 10 mét rồi. Được tới á. Cái 6-7 mét. Khoảng từ đây xuống khoảng 4 mét, 5 mét. Nhưng mà lộn cổ xuống thì có vấn đề phải. Ơi. Cây bồ đề ăn hết cái bao phủ giống như che chở chỗ chú khá là nhiều nhưng mà chú ở luôn trong những hoàn cảnh mà cho thấy cũng chưa từng nghĩ mà sống đến kiểu này. Mà được cái là sao chú chọn lựa cũng gọi là cũng có mắt thâm mỹ dữ ha. Quất luôn phát ra cái view biển ngoài kia luôn. Ngày xưa ở đây hả, từ đó ở đây không có ai dám đi đâu. Tôi xuống đây mấy năm cây cối rồi tôi dọn sạch đó nữa. Không ai dám đi đâu, ngày xưa ở đây hoang vu lắm. Còn cái thằng nằm giọng nó mới lại đây mấy ngày à. Mấy thằng đó ăn nhậu tới ngày đó mấy người ta. Chú ở đây thì có gặp cái gì, điều gì về tâm linh không chú?
Nói chung là mình cũng lâu lâu nằm mơ vậy thôi, nhưng gặp mình chỉ nằm mơ vậy thôi, cũng không phải sợ gì. Là nằm mơ chú thấy gì chú? Nắm anh lại nha, coi chừng té. Chuyện cũng không có gì. Nhưng khi đôi lúc mình thấy cái như chuyện làm ăn, chuyện này nọ đó, lâu lâu mình nằm mơ vậy thôi chứ không thấy bậy bạ. Là cái lý do gì sao mà khi chú tới là cái khu vực này là không ai dám đi nữa chú, không ai dám qua lại? Ngày xưa bị cây cối nó sùm tụm lắm. Nó tùm á ha. Cây cối nó gặm gạp lắm. Thì người ta cũng sợ gắn ghét. Tôi về đây rồi tôi cây cối rồi tôi dọn, tôi đốt sạch hết trơn đó. Dạ. Còn cháu có nghe nói là cái khu vực này ngày xưa là cái nơi mà vượt biên. Và khi mà người ta vượt biên không thành công và chết rất là nhiều và sát người ta đã từng nơi đây nè, đã từng gọi là chắc dài nơi đây nè, rất là nhiều luôn. Là chú có biết điều đó không? Không, không biết, tại vì mình về mới sau này. Mới 8. Mấy năm. 8 năm thôi ha. Tại vì nghe một số người dân địa phương đây, người ta nói nơi đây ngày xưa nhiều lắm, nhiều tử thi. Khi vượt biên mà không thành công là chết tại đây, nên khi chú ở đây 8 năm chú thấy nơi đây có rất nhiều ngôi miếu đúng không? Và có một số ngôi miếu đó bị đập rồi. Là gần đây còn ngôi miếu nữa, hồi nãy anh Đồng đi thấy còn. Còn 2 ngôi miếu. Còn 2 ngôi miếu đó. Ngôi miếu đó linh thiêng không chứ? Nói chung thờ phụng thì mình cũng tin vậy đó anh vậy. Thì chuyện nói chung gọi là mà. Có thờ, có kinh, có lành nữa. Ý là chú ngôi miếu đó chú có thấy bà con tới đây cúng bái nhiều không? Cũng có, cũng lâu lâu thì cũng cúng trái cây vậy thôi, từng có 1-2 người cúng. Hồi nãy đi trên đường á, anh em mình có nghe bên chú kia chia sẻ là hàng ngày chú cũng bỏ sức của mình ra dọn dẹp cho những bãi biển này chú? Là chú lụm rác hả? Cũng mình lộm đốt ba cái sợi ấy đó, mình cũng lộm. Nè chỗ này rồi đó, lá rồi không đâu chỗ đó. Cái lộm cũng sạch hết chứ. Nhưng mà thấy rác cũng nhiều quá ha. Rác cây đâu anh, tại vì cái bờ biển dạt vô với người dân đi du lịch á, xả rác thì rất là nhiều luôn. Mình một mình chú làm cũng không có xể nổi thôi. Mấy chú cháu mình đi vòng vòng bờ biển xíu được không chú? Giới thiệu xung quanh địa hình của chú, sống 8 năm được không? Nhà mình đó nha, giỡn đâu á. Không cần biết. Cái này con nghĩ là chú sẽ gắn bó đây rất là lâu rồi. Và sau này còn lâu nữa ha. Vô Tết nhất rồi sao trời, người ta đi ăn Tết ta chơi trên, còn chú có cũng lên trên. Cũng lên trên luôn, chắc ăn Tết luôn. Cũng lên trên để chung không khí với mọi người chú lên em. Lên trên chứ đâu ở dưới này đâu. Trước cháu đi mà cháu mà biết chú ở đây là cháu đã xuống rồi. Không chú, biết xuống ăn Tết với chú hả? Không được luôn vậy đâu. Dạ. Đâu có phải là kêu mà mình người ta nói gặp nhau là một cái duyên. Mà trong cái hoàn cảnh này nữa anh thấy không có gì gọi là mình quan ngại cả, anh không quan ngại mấy chuyện này. Quan trọng là mình vui vẻ với nhau, đó là cái là. Ủa, sau cái tấm này là vách đá hả chú? Vách đá. Thấy nó dựng đứng cũng nhờ có vách đá này không đất nó sạt xuống đá không à. Nếu mà không có đá này chắc đất sẽ sạt xuống á. Còn là đá tảng. Đá tảng sập được khó. Có cái gì đó cũng không biết có phải là trùng hợp hay gì mà nó có giống một cái hang để dành cho nơi trú ngụ của chú luôn á. Cái nói chung là cái gì nó có duyên và tự tạo quá của nó. Thì mình lên đây thì mình ấy đâu, mình lên mình ngồi trên này. Mà ở trên này cây cối không à, mình thấy cái hang này. Rồi mình ngồi mưa quá, mưa bão, tôi mới lên cái. Tôi lấy cái tấm bạc này thôi. Cái tấm này sao người ta cho nè, cái tấm trên đó. Rồi tôi che rồi tôi mới dọn. Lúc trước ở ngoài bên kia, ở ngoài chỗ trống đó, nằm ngủ bên đó. Ban ngày nằm giống đó. Ngoài đó thì nằm nó mát hơn chú em. Cái chỗ này nãy giờ anh Dũng ở đây thì thấy nó không mát, nhưng mà nó muỗi thôi. Muỗi rất là nhiều này. Em nãy giờ cắn chắc chục phát này, sưng hết cái chân luôn rồi này. Không biết chú sống ở đây buổi tối thì càng nhiều nữa, ban ngày nó còn nhiều vậy, buổi tối thì không, ban đêm ít. Dạ. Ban đêm ít muỗi chứ. Ban đêm chắc là ít. Dạ. Lại đó. Hay là gió biển vô á, ban đêm gió. Chú ở đây con nghe bà con chia sẻ là có những cái miếu rất là linh thiêng nằm dọc bờ biển á. Chú có thể dắt con với anh Dũng đi ra đó được chị xíu có chú? Đó không à. À, chú dắt con đi được chú? Mấy chú cháu mình đi dạo luôn. Đi dạo trò chuyện xíu. Đây là địa bàn của chú mà. Chú mỗi lần xuống sau xuống sau xuống con xem luôn. Đây đây, anh bước xuống trước. Không là ập mặt hết. Bài rồi. Tài sản của chú hiện tại còn đúng 30.000. Gạo hết sạch luôn rồi chú. Nấu cháo ăn hai bữa nay rồi. Nấu cháo ăn hai bữa nay ha. Nghe chú mới tâm sự thấy thương quá trời luôn. Quý cô chú anh chị hết gạo. Anh xuống trước đi. Thằng Đồng chủ lực cho anh nắm cái bụng mày nha. Dạ. Cây chừng chặt. Rất là nhiều xây mặt. Dính cái cây kia, dính cái cây kia.
đu cái cây đi, không sao đâu. Rồi chú xuống trước ấy, con xuống sau chứ. Cái cây này nó chịu lực được. Con xem chú xuống cách nào, con xuống theo á. Đây. Chú cái kệ nó đi, để cho nó xuống đây con quay luôn. Đây, mỗi lần chú xuống là... Chú, trời mưa chú xuống vất vả hơn không? Không, cũng vậy à, mình cũng... Để quen, nói chung ra. Ui, cứu con. Đây, bước đây. Ui, đá rơi. Đây nè. Cứu kệ nó đi. Đây, cứu con chú ơi. Đây. Bước mấy cành đó, bước vô đó. Dịnh nó bước vô cái cành. Ê. Đá đó. Bước ngay cành đá đó. Đó. Ê, rất là vất vả luôn. Không biết đây, cái... bước ra đây. Ờ, một... thấy toàn cảnh của chú ở cây một, bụi, một... kia là núi mà. Ở ngoài viên đá nó bị nứt rồi, chú coi cảnh gì. Ở đồng vừa ở trên kia quý cô chú anh chị, nơi sống của chú kìa. Mới nhìn thôi thì rất là u ám và có cả gì, vẻ gì đó rất là ghê rợn luôn. Và chú sống ở đây được 8 năm rồi theo cái chân của chú. Giờ thì mình sẽ cùng với chú với em Đồng đi ra cái nơi ngư biếu đó. Thì cái nơi mà là... Ở đây chỉ có cái miếu đó không à? Một cái hay hai cái chứ? Đó, chỗ đó là hồi nãy có đi chưa? Chưa chú ơi. Con vừa xuống ấy là gặp chú luôn. Ở cái hàng dừa người ta trồng làm cảnh hay sao đó. Cái này có lâu rồi mà. Trước giống như mình đi đường nào chú? Đi dưới này hả? Đó. Đây. Rồi mình đi trên này đi chú cho mát. Cái thuyền này người ta còn sử dụng với chú hả? Nó hư rồi. Hư hả? Là chú con sống ở đó, cái đó luôn hả? Không, sống đó đó. Thiền đó, thiền hư người ta đem vô đó. Trước đây là... có người không chú? Có người không? Lúc trước có người xuống rồi giờ đậu bỏ ra. Ủa chú, trước đây là khi chú tới là mấy cái ngôi nhà này còn không chú? Không. Đập hết rồi hả? Đập hết rồi. Cái đó nghĩ như là ngôi miếu rồi. Ở bên kia là cái chân miếu cũ đúng không? Đúng rồi. Nghe bà con chia sẻ vậy á. Đây chỉ có hai cái miếu nhỏ đó thôi. À. Cuộc sống thường ngày là chú chỉ đi ven bờ biển này, chú nhặt cái ve chai thôi hen. Ven bờ biển này. Dạ. Còn đây ngày xưa quang du lắm, cây cối um tùm. Khi thời điểm chú mới tới đây chắc chú cũng sợ lắm chú hen. Cũng sợ chứ. Dạ. Rồi mình thời gian mới ấy được. Sợ là mình sợ là sợ rồi rắn rít thôi chứ không có sợ gì. Chứ hút chích độ khi nào xuống đây không chú? Mình cũng không biết, không có để ý. Tại vì khu người ta cũng đông người. Cảnh đẹp quá chưa? Đây dài dài đây nhìn xuống. Bà nhìn qua nhìn đẹp chứ. Đây, đi xuống. Nhìn chú lớn đây. Tuổi mà chú nhớ rất là nhanh nhẹn luôn. Đây thì chỉ có nhanh còn hơn anh Dũng nữa đó. Miếu bên này. À, bây giờ thì chú sẽ dẫn Đồng, anh Dũng và quý cô chú anh chị tới nơi ngôi miếu rất là linh thiêng nằm ven bờ biển này. Rất là đẹp luôn. Mà ở đây thì theo chia sẻ của bà con, ngày xưa rất là nhiều xác trôi mất và trôi dạt vô đây. Những vong linh không có chỗ ngủ nên bà con lập giống cái đây, miếu cô hồn ở nơi đây. Anh Dũng thì đi rất là sợ sệt luôn. Anh sợ quá nhảy xuống dưới luôn. Đi kỹ kỹ nha. Ui, ở chỗ này con thấy hai cái miếu hả chú? Đây. Miếu đôi hả? Miếu đôi đây. Bà con nơi đây thì gọi cái miếu bên này bằng cái tên gì chú hen? Thì để miếu... miếu cô hồn hả? Cái này là miếu nhỏ nè, miếu này để... ấy thôi. Dạ. Đây thì có hai miếu đó thôi. Là hiện tại ở đây có hai cái miếu đó chú? Hai cái miếu này thôi. Là bà con tới đây thắp nhang cũng nhiều hả? Cũng. Con thấy hình như cũng được ai đó... trùng tu lại và sửa sang hả chú? Cũng năm với có một lần. Dạ. Thì anh Vũng Tàu này người ta làm. Anh Vũng Tàu dân dạ. Chùa miếu đó. Năm thì nó làm là sơn phết năm lần vậy dạ. Đó. Chú có hay ghé đây để thắp nhang cầu nguyện gì không chú? Cũng mình đi ngang đi hoài, mình cũng cầu nguyện, mình cúng kiến hoài. Dạ. Mua đồ rồi cúng. Chắc giờ thì chú chỉ cầu mong có sức khỏe thôi chú hay. Hay là... thì mình vậy thôi. Dạ. Trong cuộc sống này theo chú hiện tại chia sẻ là cái gì là quan trọng nhất là đối với con người chú? Cũng mình thấy như sức khỏe thôi chứ mình đi làm hàng ngày gì. Thí dụ dạ. Mình còn cái chuyện gì mình cũng không có suy nghĩ tới. Dạ.
Chú giờ chỉ cần sức khỏe chú á. Sức khỏe. Sức khỏe mình đi làm được thì có sức khỏe là có cuộc sống chú ha. Đấy rồi. Chú có suy nghĩ gì? Dạ. Thì chú có cái nguyện ước nào trong cuộc sống những cái thời gian tiếp theo không? Thì nói chung cho mình nói gì ai mà cũng không có nguyện ước. Dạ. Nhưng mà cái cuộc sống hiện tại giờ nó như vậy rồi. Dạ. Là chú có mong ước gì không á? Thì chuyện đó mình có mong thì cũng chắc cũng không có được. Có chứ chú. Thí dụ trên đời mà mình nói, chỉ khi lúc mình đang thời thế thì muốn cái gì cũng được. Dạ. Ý là giờ trước mắt chú có cái mong ước gì nhờ về cuộc sống của chú không? Thì cái mong ước mình thì cũng như mạnh khỏe vậy thôi, cuộc sống vậy thôi. Dạ, mạnh khỏe thôi hen. Mạnh khỏe. Trời ơi sao dạng gì đúng như con người chú, sao chú không ước là mình sẽ có nhà cửa hay là có cái gì đó? Thì thí dụ mình suy nghĩ vậy mà làm gì mà có được chuyện đó. Nhưng ngày xưa mình còn phù du còn biến mất nữa, còn như bây giờ làm gì mà có được chuyện đó. Dạ. Như những người làm kinh tế nhiều khi người ta còn thất bại, người ta cũng dạ. Như mình thì mình nói phù du rồi cũng biến mất rồi. Dạ. Còn bây giờ muốn tìm lại như đó chắc như một giấc mơ thôi. Hồi nãy chú chia sẻ là ngày xưa chú gia đình chú với chú từ thiện dữ lắm, giúp rất là nhiều bà con khó khăn. Mà giờ cuối đời chú lại gặp khó khăn như những người khó khăn chú lúc trước giúp chú ha. Mình thì nhiều khi con thấy cuộc sống này đâu có, mình không có nhìn thấy cái cuộc đời nó như vậy đâu. Dạ. Ngày xưa mình đâu có nghĩ là đi tới Vũng Tàu này sống cảnh này. Chú cũng không ngờ là cuộc sống của chú lại như vậy chú ha. Thiệt là hoàn cảnh nó đưa đẩy tới đây. Dạ, cuộc sống nên mới nói là cuộc sống, mình không nói trước được điều gì chú ha. Mình cũng chưa biết trước được. À. Một ngày nào đó. Dạ. Thực sự khi gặp chú vậy thì con rất là thương luôn á, thương. Còn luôn. Nói mình về mong ước cái chuyện nhà cửa thì chắc cũng không có đâu. Ngày xưa mình phù du còn biến mất nữa. Mình còn thất bại mình biến mất. Dạ. Ví dụ như mà quý của chú anh chị nào mà thấy hoàn cảnh của chú thương chú á, mà có cái nhà trọ hay là có cái căn nhà nào đó mà cho chú ở miễn phí suốt đời cho chú có chịu không chú? Không, chắc cũng không ở đâu. Sao chú? Bởi vì mình phòng trọ mình cũng không muốn ở nữa, mình ở gì đi, phải phiền phức ai. Chú sợ phiền mình, phiền mọi người hả? Mình đi làm gì đi, mình tự mình sống, mình ăn gì đi, khỏi dạ. Mất công. Nhưng mà con thấy hồi nãy chú hết gạo luôn rồi, nấu giống như nấu cháo loáng vậy đó, con thấy thương quá. Nấu cháo đào hào ăn, hai bữa nay ăn cháo hết gạo thiệt. Mình còn mỗi 30 nghìn hả? Còn 30 nghìn nha. 30 nghìn thì giờ nó mua được 2 ký à? 2 ký gạo, 1 ký 15 nghìn. Dạ. Rồi những ngày tiếp theo chú sống làm sao? Thì mình cũng đi nhặt từ từ đó. Mình cũng thủ gạo ăn vậy thôi. Ăn gạo cháo trắng vậy ha, rồi là mò được con ốc nào thì ăn, không có mình thì thôi. Mình đi mua đồ ăn, vậy có tiền thì mua đồ ăn, mua hộp gạo, vịt về chiên ăn. Nhưng bây giờ con thấy chú còn có 30 nghìn à. Thì bây giờ mình hết tiền rồi. Mua gạo xong thì nấu cháo trắng hả chú? Thì mình cũng đi bán vỏ chai đó, mua rau cải gì mình ăn vậy thôi. Dạ. Ở đây đi chợ thì sao không chú? Cũng xa. Chú đi lội bộ hả? Lội bộ. Chú biết đi xe đạp không? Có xe đạp đâu đi. Ví dụ có chiếc xe đạp thì chú đi được không? Đi được. Dạ. Nhưng mà có xe đạp thì ở đây biết để đâu, trộm nó cũng lấy mất. Cái đèn pin nó còn lấy hả chú em? Lấy. Dạ. Rất là thương luôn. Cuộc sống, đúng là cuộc sống này quý cô chú anh chị, không biết trước được điều gì. Hôm nay có thể huy hoàng nhưng ngày mai có thể dập tắt. Chú cũng không có ngờ mình lại giống như ngày hôm nay. Nhìn chú rất là hiền từ luôn, khuôn mặt này. Mình nói chung ra cuộc sống nó không nghĩ về đến Vũng Tàu này gì. Dạ. Mình về đây cũng 7-8 năm rồi, 8 năm rồi. Dạ. Ôi, đang đi chú gặp một... Hello. How are you? I'm fine, thank you. Where are you from? Vũng Tàu. Yeah. Vũng Tàu. Vũng Tàu. Vị trí ở đâu? Vũng Tàu. Yeah. Lie in Vũng Tàu. Yeah. I'm from Australia. Yes. Goodbye. Enjoy your... Nice to meet you. You too. Yes. Where are you from? I am from Nghệ An. Nghệ An. Ho Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Yeah. Me too. Bon Nam. Yes. Một năm Vũng Tàu, bốn năm Sài Gòn. Một năm Vũng Tàu, một năm Sài Gòn. Bốn năm. Bốn năm Vũng Tàu. Một năm Vũng Tàu. Sài Gòn. Yeah. Yeah. So you good now?
Yes. Yes. Goodbye. Ôi, quý cô chú anh chị thấy đồng nói tiếng Anh ghê không? Như gió mà tiếng khó tiếng không. Ôi, bây giờ đồng quay về nhà của chú để tìm hiểu xíu về chú. Hồi nãy đồng chưa hỏi một số cái á. Ở nơi đây view khá đẹp. View khá đẹp luôn. Chú đang phơi đồ hay gì á? Ủa, chú là mình chú giặt đồ là giặt bằng nước nước biển này à chú? Giặt nước biển. Rồi chú phơi ở đây luôn hả? Phơi ở đây. Rồi là nước biển vậy giặt mình nằm có bị sót không chú? Không, mình cũng xả nước ngọt rồi. Nước ngọt hả? Thì chú cũng phải mua nước ngọt xả hả? Mua nước ngọt xả. Trời ơi, đây là đồ chú hết hả? Đồ của mình không à? Dạ. Mình của người ta cho. Mấy đồ này là người ta cho chú hả? Cái này của người ta cho. Dạ. Phía trước này là con thấy cái mền đây là của chú luôn à chú? Toàn bộ của tôi hết, không có ai ra đây hết trơn á. À, có một chỗ này nghĩa là chỗ này có mình chú thôi ha. Có đồ của tôi không à, không có ai có gì ở đây hết. Từ ở trên đó là đồ tôi hết, nồi son. Dạ. Này cũng người ta cho biếu hồi Tết. Hai cái mền mới. Dạ. Người ta cũng tốt chú ha. Gặp chú vậy người ta biếu không hả? Người ta vô tình hay sao chú? Hay là gặp thì chú thì mình ở ngoài ngoài đó. Dạ. Cũng gặp như mấy anh vậy đó. Dạ. Người ta cho. Dạ. Hai cái mền mới, còn ở trên một cái nữa. Cái chú... giỏng này cũng người ta cho nè. À. Cho 1 triệu với cái giỏng đó đó. Hồi năm ngoái. Dạ. Nói thật sự chú, khi con xuống đây á, mà thấy cái chỗ sống của chú thì chú dám sống, chắc con không dám đâu. Nói thiệt chú, trong lòng con vậy đó. Thì ngày xưa mình xuống mình cũng sợ lắm. Dạ. Vì sao mình cũng sống hàng ngày cái mình cũng quen. Chứ cũng ai dám xuống đây đâu. À, khi đó chắc sợ mà mình không còn chỗ nào để sống nữa, mình phải sống cũng hay sao? Còn đủ chỗ hết trơn á. Mà tại mưa rồi mình lên đó mình đục ở đó. Ý là vô tình lên trú mưa mà thành ra cái chỗ đó giờ là giống cái chỗ ở của chú luôn á. Có cái duyên gì đó với chú. Cái mọi thứ là nó giống như có sự sắp đặt sẵn. Dạ. Chứ mà muốn nằm ở đâu cũng được. Trên công viên đó mình văng võng tối mình lên đó mình nằm đó có ai nói gì đâu. Nhưng mà mưa gió chú hen. Thì ở mình sợ chỉ mưa thôi. Dạ. Nó vậy thôi. Dạ. Mấy bữa mưa dầm vô đây nè. Ở trong này. Còn nắng thì mình cũng đi lên trển chứ đâu có ở ngoài đi không đâu. Dạ. Muốn thấy mẹ. Ít ai mà dám sống như chú ở đây đâu. Thiệt. Mát mẻ quá. Không, nhưng mà cái chỗ sống đó, em thấy mà nếu đúng mà rồi. Cái chỗ sống này, cái chỗ này sao mà bà dám ở được. Nó sao cái hốc núi mà. Mà cây cối chỗ này vừa sợ dấn dứt ở trên núi. Ngay trong hốc kia luôn đó anh ơi. Mới nhìn vô thì anh thấy giống cái hang không? Hang động không? Chú ở đây có khi nào thấy vắng rồi không chú? Cũng có. Nó có khi nào tới chỗ mình ngủ không? Không đâu. Cũng hay ha. À, mình ở nhà mình sợ vắng dít. Mà người ở rừng, ở vú thì người ta cũng chả sợ gì. Chứ quen là sao? Chỗ này quen. Thì không tránh khỏi được vắng dít được. Tại vì rừng núi rậm rạp, ẩm thấp, thấp cũng ít ẩm thấp là rắn rất là thích ở đó. Sao chú, chú không lên đây mà chú ngủ nè con thuyền này nè. Cho nó không, trên đó quen của mình ở thì ở. Cái này chắc có chủ nhân mà. Cái này thấy đồ đạc kìa. Cũng có người mà ghe này không có sử dụng được rồi. Dạ. Bự quá ha. Chiếc này cũng là nhiều tiền lắm, khi người ta mua là cũng nhiều tiền lắm vẫn không. Vậy nó một Đồng lại tiếp tục quay về nơi chú ở này. Chú lên rồi. Mặc quần mới không hả chú? Chú giờ đi đâu hả chú? Quần này cũng 2-3 năm hết rồi. Ui dạ. Mỗi lần lên nhất rồi, khắc khổ. Đồng lên gửi tiền cho chú. Mình giờ này cũng ta cũng biếu cho mình 2 năm rồi. Ui dạ. Nói chung cũng nhờ Vũng Tàu này người ta cũng dạ. Hỗ trợ mình chứ. Đây nồi cháo của chú này, quý cô chú anh chị.
Nước không à? Thương. Hào. Hào nó đã cho có ký lô ăn hồi Tết tới giờ đó. Con thấy là cháo này giống như nước không, con không thấy gạo luôn. Cũng ăn hồi sáng rồi mình nấu lỏng lỏng mình uống nước. Là do hết gạo phải làm vậy hả chú hen? Hết gạo, nói thiệt, hết gạo thiệt. À. Mà còn 30 ngàn tính đi mua gạo với sách này đó đi đi bán đó. Dạ. Chắc cũng được 20-30 nữa. Thì bây giờ hai anh em con tới đây quay cũng không có gì thì hai anh em con có chút đỉnh gọi là gửi chú để mua gạo hay là mua đèn dầu gì đó để thắp ban đêm. Rồi lúc nào mà anh em mà con có xuống lại á thì nếu mà đi ngang thì sẽ gửi chú lại ít, nhưng mà đây là cái tiền của tụi con gửi chứ không phải là tuy nó không nhiều, chỉ có ít trăm thôi. Nhưng mà cũng rất mong là chú vui lòng nhận với là chú có cần cái đèn không, lỡ sau này anh em mình có đi ngang á thì có thể mua cho chú một cái đèn pin á, đèn năng lượng mặt trời á. À đúng rồi chú hen, cũng cần mà mình tại vì con. Biết sao không anh, ở chỗ này rất là cần đèn ánh sáng. Vì anh thấy cái chỗ anh xuống không, lỡ chú buổi tối mà cũng muốn xuống á, đây là xuống là rất là dễ trượt cả nhà, tại vì nó rất đúng là chạy. Cao chứ không dưỡng đâu. Nhưng mà chú con hỏi thiệt chú nha, có lần nào chú đã bị xuống đây đã bị té chưa? Cũng có té 2-3 lần. Chắc phải có chứ. Có 2-3 lần luôn. Trời mà. Là té ngay cái dốc này hả chú hen? Té ngay dốc đây. Dạ. Cũng có té, nói chung ra mình lâu lâu mình cũng chặt chân. Dạ. Chứ nhưng mà như trời mưa là nó rất là dễ trượt. Trượt chân cũng nhiều lần rồi chú hen. Rồi... cũng 2-3 lần rồi. Dạ, rồi có bị nặng không chú? Không, mình chặt cũng như mình chụp cái cây đó. À. Chứ chặt té. Mấy chú nhanh nhẹn ha, cái không cũng mình nấy thôi. Như mà như anh Dũng đi theo với con anh này mà trượt cái là anh là lăn luôn á chú. Không hay cầm rồi. Được cái gì đâu. Bởi vì dạ. Cũng mình phải vịn cái đó đó. Dạ. Đi tới bóng cái đây kìa, phải không? Cái cây đó tới tôi dạ. Mài tới bóng hết trơn. Tôi rửa, tôi cũng rửa cây luôn đó, rửa sạch sẽ hết trơn. À chú, giống đây. Như ngôi nhà của mình nha chú hen. Thì mình phải chùi rửa hàng ngày. Và rất là nhiều thứ ở đây thì có thấy mình cũng xài bây giờ thô sơ lắm xịt. Vậy đó, xịt. Chú sống thử khác không gì mấy thời nguyên thủy mà mấy người mà sống ở trên núi á ha. Thật chứ. Giống y chang luôn á. Không có cái gì hết á. Thời giờ đâu ai sống mà bên vách núi ngoài bãi biển chỗ này đâu. Dạ. Mà 8 năm trời đó. Cái này là chú mua hay là chú lấy ở mấy cái chỗ người ta thắp nhang á chú? Cái này người ta cúng ta bỏ đó. Mình lấy một thắp đỡ. À. Thắp đỡ. Chứ đó xài đèn pin. Có đèn mình đèn. Bình pin trộn cũng lấy luôn. Anh thấy thương không? Cái hai cây đèn cũng tốt. Trời ơi thương, thương cái đèn, cực kỳ thương. Đèn nhập mà. Dạ. Đèn sáng lắm. Nếu mà đợt tới bọn con mà nói xuống ở đây có dịp xuống đây, bọn con cũng xa lắm. Anh Dũng, 100 mấy cây hả? Hơn 100 cây. Hơn 100 cây. Mình hai anh em mình mua cho chú cái đèn năng lượng mặt trời ha. Nào xuống lại thì có ghé thăm. Dạ. Bây giờ mình gửi ít tiền trước cho chú để chú. Hiện tại thì chú hết gạo luôn rồi đó anh. Chú nói còn đúng 30 ngàn lát mua gạo thôi, thấy thương không? Thì con rất là thương luôn. Hiện tại thì còn bọn con đi vội cũng không có nhiều anh nhỉ. Không có nhiều. Nên tụi con có thể giúp chú được ít thôi. Rồi là dạ. Ít chăm bé mua gạo, mua gì đó là chú cũng nên mua một cái đèn gì đó để ấy, cái đèn tạm cũng được. Còn sau này bọn cháu có xuống thì mua cho chú cây đèn năng lượng mặt trời. Mình có để cái này thắp ăn đây dạ. Với sạp. Có mấy cục này. Không, nhưng mà cái này mà chú muốn di chuyển xuống đó không lẽ cầm đi theo nóng mình, lắm chú? Mình để đây. Nó tắt. Nóng. Mình để đây. À để đây thấy đường xuống không chú? Để đây. Dạ. Đó là mình nè. Lộn theo bãi biển để trôi vô nè. Đó. Dạ con gửi cho chú là đây là 400 nha chú. Cho có chú có chiều nay mua gạo chú hết gạo rồi. Này tụi con có nhiều đâu. Nên anh em là gọi là chúc lòng thôi. Chúc cảm ơn nhiều. Dạ. Xin cảm ơn nhiều. Dạ, nói chung là bọn con cũng đi bất ngờ gặp chú nên cũng không có chuẩn bị nhiều. Trong túi thì hiện tại cũng còn cái nhiêu đó. Mình nói chung ra vậy là quý lắm rồi. Dạ. Nhưng mình cũng bữa nay tôi cũng bất ngờ gặp mấy anh thời gian. Nếu mà không gặp thì tôi cũng không có tiền. Dạ. Nghe thiệt. Ý là cũng, nếu mà thời gian này thì cũng không ai cho tiền bạc như chừng tháng này. Chỉ đi thì chú biết sao cái mùa dịch đó nên người ta cũng đi lại với làm ăn người ta cũng khó khăn rất là nhiều. Ủa chú trở lại mùa dịch người ta đem đồ ăn vô cho mình. Chú ơi, dạ. Chú nghe chú tâm sự nếu mà những như vậy nếu như không gặp bọn con những ngày tiếp theo chú xong sao? Thì mình cũng bắt gom góp vậy. Hay là về chai đồ chú ơi. Đó cũng dạ. Tính đi mua 2 kg gạo, ở đó mua 1 chục hộp gà về mình cũng ăn vậy thôi. Dạ. Cứ thế. Rồi nhằm khi đôi lúc trước người ta cũng cho mình 1 giờ trăm dạ. Cũng cho
gạo rồi cũng cho. Dạ. Rồi khoảng chừng tháng nay thì mình tự mình sống. Dạ. Như thử thách cái của mình. Thí dụ mình cũng sống như vậy à. Mình cũng đâu có bê tha đâu. Dạ. Cũng vẫn mua gạo thóc tại mấy bữa mưa quá. Dạ. Rồi mình còn mấy chục ngàn tính đi mua 2 kg gạo. Vì cháu cũng mong sao là chú ở đây mạnh khỏe, để lúc nào mà cháu tới lại thì chú cháu mình trò chuyện. Với cháu cũng xin phép là cũng chào chú để đi luôn. Tại vì cũng còn có nhiều công việc thì xuống đây thì cũng vô tình thôi. Nên là cũng có duyên được gặp chú. Hai chú cháu mình nãy trò chuyện cũng khá là lâu ha. Giờ cũng tầm chiều luôn rồi. Là chú cháu đi cái vị trí khác. Tại vì cũng hay đi tìm cái vị trí để quay này nọ đó. Không, cái này là anh em mình giống như có duyên với chú mới gặp được chú chứ. Không ai biết chú ở đây đâu. Con nói thiệt, anh Dũng không nhận cái chỗ này không ai biết được đâu. Nhưng hồi nãy ha, hai anh đi dài dài đó ha, đi xuống biển. Dạ, vô tình mới thấy chú ở đây thôi chứ con cũng không biết chú ở đây đâu. Mọi thứ giống như cái duyên hay lắm. Lúc mà mình kêu là không phải là nó sự mê tín hay cái gì, nhưng mà có nhiều cái sự mà gặp gỡ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ha, vô duyên đối diện bất tương phùng với chú ha. Dạ, vậy tụi cháu chào chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe, rồi mong là ổn định hơn chút xíu. Như là trời mưa cũng sắp tới mùa mưa lớn rồi, chú che chắn lại tí tại vì hơi bị... Em có cái gì đó em hơi lo cho chú ơi, biết sao? Chú ở dưới một cái vách đất, vách đá như thế này, mưa thì sạt lở. Thấy là cháu quan sát thấy mấy cái cục đá ở đây nó hơi nứt rồi nè. Mà không biết ăn bên đó thì mình không có sợ. Bởi vì mình cũng hàng ngày đó mình có xi măng mình chêm. Tại vì mình ngành xây dựng mình cũng coi kỹ lắm. Yeah. Có thể cái vít nào nguy hiểm là bên đó mình không sợ, nhưng cái này nguyên tảng không, nhưng mà thì... mùa này sắp mùa mưa con thấy lo cho chú quá thiệt luôn. Không, không mình không sợ, 8 năm rồi mà đúng không, cũng là từng xây mà mưa gió đất Vũng Tàu thì cũng khó sạt lở lắm. Dạ. Cũng khó lắm bị cái loại đất cát. Dạ. Cái này là núi đá không à. Dạ. Không có sạt lắm giờ. Dạ. Con với dạ. Anh Dũng đây cũng không biết giúp gì chú nhiều hơn, chỉ có tấm lòng đó thôi và chỉ có cái con cầu cho chú sức khỏe thôi, tại vì sức khỏe là quan trọng chú ha. Con chúc chú thật nhiều sức khỏe và con sẽ sớm thăm lại, quay lại thăm chú. Con sẽ với anh Dũng sẽ sắp xếp sớm quay lại thăm chú và có thể giúp đỡ được cho chú một phần nào nho nhỏ trong cuộc sống, và có thể lâu lâu con đi ngang đạt con muốn xuống ghé thăm chơi với chú có được không? Để bữa nay xuống thì mấy bữa thì mua trà rồi về có. Dạ. Cà phê rồi thí dụ mình có tiền mình mua để nữa. Cháu thì hay uống trà. Anh Dũng có muốn hôm sau đi sớm và hôm thưởng thức. Là anh thích đi ngày dầm á, ngày có cái trăng sáng. Dạ. Mình cứ ra đây là ngắm được trăng thích. Không, ý là mình xuống đây và em muốn là mua cái gì đó nấu ăn với chú một bữa, anh Dũng có muốn vậy không? Ok luôn. Được không chú? Được. Mà tới ngày dầm á mình nấu ở ngoài đó, tại vì mình ban ngày thường thường cũng nấu ở ngoài đó. Dạ, xong rồi mình chơi ở đây một đêm luôn. Dạ, chơi lúc trăng sáng rồi mình con muốn chắc lâu lâu lắm rồi chú không được ăn một bữa cơm như đoàn tụ gia đình chú ha. Con với anh Dũng muốn tạo một bữa cơm thân mật với chú để chú có cái gì đó hơi ấm của đoàn tụ gia đình. Chiều nay đừng về đấy, tôi đi mua không mua đồ ăn về nấu con chiên. Cháu cũng chạy đi chỗ khác nữa. Dạ. Có dịp khác bọn con sẽ mua đồ đây chú, tới đây yên tâm đi, tụi con sẽ tới làm một lần. Dạ. Để có một bữa cơm rồi chú cháu mình không, em tự nhiên tính làm việc chú mà lại nảy ra một cái suy nghĩ đã rất lâu rồi chú không có cái bữa cơm gọi là bữa cơm gia đình, cũng lâu rồi chú hết làm bao nhiêu. Dạ. Năm rồi chú không, lúc trước thì có mấy người làm hồ đó có xuống thì cũng mua bia mua vì xuống đây mời nhậu mà mình tủ lượng cũng yếu lắm, uống 2-3 lon hát nhạc là chơi. Dạ. Mấy đứa... vui là chính. Dạ cũng lâu rồi chú ha, cũng lâu rồi chú thì không có cái cảm giác bữa cơm gia đình đó, là chỉ là những bữa nhậu thoáng qua của anh thợ hồ. Con muốn tạo gì đó một cái bữa ăn á, bữa ăn giống như những món của gia đình để có chú có cái hơi ấm gì đó và có cái kỷ niệm gì đó về gia đình á chú. Nghe cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Vì chúng cháu chào chú nha. Dạ, vì con chào chú nha. Dạ. Dạ. Vì cũng chúc nhiều sức khỏe. Dạ, thế con cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi chắc Đồng và chú xin phép kết thúc video tại đây. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Anh Dũng muốn nói gì không? Nói gì nãy giờ nói quá trời luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn.